Con xin mời cha có vài lời với mọi người. Xin mời cha. Con xin cảm ơn cha. Con cho con đứng ở dưới đây. Đứng dưới nè. Cha con, vâng, dạ. Sở dĩ mà con không muốn lên trên đây, con muốn với cái tư cách là người người nghèo, người bệnh nhân, và những người mà đã được cha nâng đỡ, thì đến đây thực sự là một bầu khí rất là ấm cúng trong cái tình gia đình. Và con thì con ở dưới ở Nha Trang vào, con cũng đã giới thiệu một bệnh nhân cho cha. Thì cái bệnh nhân đó trong số mà 5 người sắp được xuất viện đó, cha vừa nói. Rồi con cũng vừa mới đưa, sáng nay vừa mới đưa một người khác vào cũng có bệnh ung thư nó lách đó, thì giai đoạn cuối. Thì con trong cái vai trò của những người bệnh, người nghèo đến với cha, con xin chân thành cảm ơn cha đã cứu giúp tất cả những người bệnh nhân mà giai đoạn cuối kiếm con đường sống, và cha đã tìm ra cái giải pháp tốt nhất để vừa đem lại sự sống cho con người. Cha cũng đã nâng đỡ tất cả những người nghèo ở khắp nơi. Đó là những điều mà con không dám đứng ở trên mà con đứng ở dưới để trong cái vai trò và những người bệnh. Con xin chân thành cảm ơn cha. Cha nhìn thấy cha này mỏng ràng là cha nói cha là đẹp trai nhất, mà hôm nay có ổng là cha xuống số 2 rồi. Cha thấy rõ giữa cha với ổng là ổng là số 1. Thôi mình làm số 2 cũng được. Mấy ông này số 3 thôi nha, chứ không được làm số 2 đâu ạ. Vậy thưa anh chị em, trong số 5 bệnh nhân sẽ ra viện thì có một bệnh nhân là con cái của cha xíu này. Bệnh nhân ung thư vú là con của cha đã lần trước cha gửi giấy vào. Đã chữa là nửa tháng nữa ra viện là đã hoàn toàn hết ung thư vú rồi. Hôm nay cha dẫn thêm một người nữa. Anh chị em thấy đó, nếu mà dẫn con chiên đến thì bệnh cha vui lắm, cha vui rồi từ từ cha mới sốc sản cho, chứ còn đứng ngoài cổng mà dí cha rồi là cha ngọt quá cha chết luôn rồi. Anh chị em đồng ý không? Không có dí được nha. Nói đó đã áp dụng hôm nay phát gạo, không dí anh Tám được chết anh Tám. Anh mệt quá anh không cho gạo này thì cái tách không. Cứ từ từ, đâu cũng cầu không thương người ta, còn cứu sống từ mình gạo mà mình không chờ được sao. Hắn nè, cứ từ từ, anh chị em hãy nghe lời cha nói, cứ từ từ cũng thương mà cha phục hồi sự sống là được mà. Giai đoạn cuối cha còn phục hồi là được. Có đâu mà mình gạo mà dí ổng rồi ổng chết rồi sao không năm nay dí tim nữa. Đó, con nghe không? Vậy đó là tất cả những gì mà cha muốn trình bày với anh chị em. Cuối cùng cha cảm ơn cha ở nhà tên đã tận tình lo lắng cho con chiên, dẫn con chiên đến đây. Đây là một cái hình ảnh đẹp nhất, đẹp nhất, không còn hình ảnh này nào đẹp hơn cho hình ảnh của người tôn giáo, của đạo tôn giáo. Cha không nói những tôn giáo khác, cha chỉ nói đạo tôn giáo. Đây là hình ảnh đẹp nhất. Một người Samaritano nhân hậu khi thấy một người qua đường bị đánh, giặc bị cướp, bị bóc, bị đánh như tử, bỏ dọc đường, thì người Samaritano đó đến băng bó vết thương đưa vào nhà trọ. Thì đây cha xứ trong đạo Công giáo của chúng ta có một vị linh mục dẫn con chiên của mình đang bị quằn quại, đang đau đớn, dẫn đến tìm một cái nơi, tìm đến cha từ nữa băng bó để chữa trị, để chữa lành. Nói thẳng ra là cha chữa trị không được, cha dẫn đến cha từ chữa trị. Điều đó là điều quá tốt cho công nhận không? Còn nếu cha không dẫn nữa, cha không không còn cha dẫn đến cha từ chữa trị được thì quá tốt. Còn cha không thể nào cha đi kiếm từng con chiên một được. Từng con chiên phải được dắt về thì cha mới chữa được. Đó là như vậy. Cảm ơn cha rất là nhiều.